Rồi, cái chuột gì mà mỏi tay thế này? Này, chuột tao ấy. Anh không phải phờ lo. Bây giờ, ra rừng trượt cương thấy học hết rồi. Để còn bảo vệ đôi tay xinh đẹp này của em. Đây, nhìn đi. Ở đây em đang có sản phẩm chuột Rapu MT760 series nhá. Anh nhìn xem các chi tiết đấy, đường gân cắt gọn của chuột luôn. Nhìn trông nó mềm mại như này cơ mà cũng không hề hầm hố hay gì, giữ được cái độ thanh lịch nhất định của một con chuột mà kiểu thuần văn phòng. Anh nhìn mà xem, vẫn là cái kiểu thiết kế công nghệ học quen thuộc, nên là đẩy cao cái phần lưng này lên làm rất là ôm tay, mà có những cái chi tiết bên này nữa làm ngón cái nó cứ bóm chặt vào đây này, cực kỳ thoải mái luôn. Em à, cầm cái này nó cứ lâng lâng kiểu gì, thích vãi. Mày bắt đầu để nghĩ tinh tinh đấy. Con MT760 này chỉ nặng có 101g thôi. Thế tính ra là một lạng à? Nặng một lạng đúng không? Nhẹ vãi. Là một con chuột văn phòng nên là nó sẽ có đầy đủ các tính năng cần thiết giúp gia tăng hiệu suất làm việc, như là main click này, tăng giảm DPI 7 cấp độ này, cuộn chuột cùng với cả các nút chức năng khác ở bên dưới nữa. Ở đây thì mình đang có con lăn dọc được thiết kế bằng kim loại này, khớp khá là nhẹ và mướt, và cả con lăn ngang ở phần cạnh chuột cũng rất là phù hợp cho những công việc như là Excel hay là Photoshop. Này, tắt mic cả. Đương nhiên là không rồi, tại vì phím chuột ở đây là silent, chẳng nghe gì cả, nên là sẽ không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Với MT760 series thì sẽ có 3 chuẩn kết nối, cả có dây, cả 2.4GHz và cả Bluetooth. Và điều đặc biệt ở đây là khi mà các bạn mở hộp ra thì sẽ thấy thêm một cái receiver nữa để các bạn có thể backup dự phòng này hoặc là sử dụng để chuyển file giữa hai máy khác nhau mà không cần đến ổ cứng. MT760 series thì sẽ có hỗ trợ cả sạc không dây. Tuy nhiên để mà có thể sạc được thì các bạn phải mua thêm một cái Rapu V3 module nữa nhá. Thời lượng pin sử dụng 2.4GHz của con này lên đến 160 giờ. Thế thì tính ra chỉ nửa tháng thôi thì mới phải sạc lại một lần. Ở MT760 series thì sẽ có cả MT760 và MT760 mini. Nên là các bạn muốn mình so sánh ngay hôm nay thì hãy comment bên dưới nhá. Còn bây giờ thì bye bye.